Trước tin đồn cãi nhau to tiếng với Trường Giang, Nhã Phương nói gì? Nhiều người đã chụp được bức ảnh được cho là Nhã Phương cãi nhau với Trường Giang. Không chỉ được phỏng đoán cả hai căng thẳng với nhau, nhiều người còn cho đó là nguyên nhân khiến Trường Giang mang gương mặt đưa đám lên truyền hình. Cách đây chưa lâu, trong một nhóm kín trên mạng xã hội, một khán giả đã đăng tải bức ảnh được cho là của nữ diễn viên Nhã Phương, ghi lại khoảnh khắc cô một mình kéo vali và đứng trên vỉa hè cạnh chiếc xe hơi màu đỏ nổi bật. Ngoài ra, vị khán giả này còn cho biết là thời điểm chụp tấm hình trên, Nhã Phương đang cãi nhau to tiếng với bạn trai, và trong khi Trường Giang bỏ vào quán thì Nhã Phương lại đứng bên ngoài đợi xe. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và gây xôn xao dư luận, bởi nhiều người nhận định chỗ cô gái được cho là Nhã Phương đứng chờ xe giống hệt phần vỉa hè trước quán ăn mới khai trương của Trường Giang, và chiếc xe đỏ đang đổ cũng trùng hợp màu xe với chiếc mà nam danh hài đang sở hữu. Thêm vào đó, thời gian gần đây, Nhã Phương và Trường Giang không thường xuyên xuất hiện bên nhau như trước. Trên trang cá nhân, Nhã Phương cũng liên tục chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng và khó hiểu, khiến không ít người hâm mộ nghi vấn mối quan hệ Nhã Phương Trường Giang đang gặp vấn đề. Nhiều người cũng đã liên hệ việc này với Trường Giang mang bộ mặt đưa đám lên sóng truyền hình mới đây và cho rằng rạn nứt tình cảm với Nhã Phương chính là nguyên nhân. Khi liên lạc với phía Nhã Phương để xác thực thông tin trên, đại diện nữ diễn viên tuổi thanh xuân khẳng định tin đồn Nhã Phương cãi nhau với Trường Giang là thất thiệt. Cộng đồng mạng tự suy đoán rồi truyền tay nhau, Phương không có cãi cọ gì với Trường Giang và chúng tôi không muốn bình luận gì thêm. Lý giải về việc bạn gái Trường Giang xuất hiện một mình bên cạnh vali trong bức ảnh được chia sẻ, theo một nguồn tin thân cận với Nhã Phương cho biết, Phương đi đâu mà chẳng mang cái vali to tổ bố. Đó chỉ đơn thuần là thói quen của cô ấy, không liên quan gì đến chuyện tình cảm với Trường Giang. Hiện tại, Nhã Phương đang bận rộn hoàn tất các dự án phim ảnh quảng cáo, trong khi đó Trường Giang tất bật chạy xô với lịch diễn dày đặc. Giống như mọi khi, dù bị chỉ trích khi trưng ra gương mặt khó chịu, Trường Giang vẫn im lặng mà không có lời nào giải thích. Cả Trường Giang và Nhã Phương đều cho biết chỉ muốn dành thời gian chuyên tâm phát triển sự nghiệp, sớm ổn định cuộc sống trong tương lai. 3 tháng sau đám cưới, Hari Won và Trấn Thành mới đi du lịch. Cặp đôi tự thưởng một chuyến đi Canada sau những thành quả nghệ thuật đạt được thời gian qua. Trấn Thành, Hari Won vừa có chuyến du lịch Canada cùng nhau. Đây là chuyến du lịch đúng nghĩa của họ, chỉ có vui chơi, tham quan và tận hưởng những giây phút riêng tư. Cặp đôi làm đám cưới hồi Giáng sinh 2016, nhưng ngay sau đó họ lao vào hàng loạt dự án công việc, không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Việc về chung một nhà giúp Trấn Thành, Hari Won hoạt động nghệ thuật sung sức hơn. Cặp đôi luôn có tên trong danh sách những nghệ sĩ có sản phẩm nổi bật suốt mấy tháng qua. Trấn Thành đã tham gia 2 vai khách mời trong 2 bộ phim điện ảnh sẽ ra rạp thời gian tới. Tuy nhận được khá nhiều lời mời, nhưng Trấn Thành vẫn đang nghiên cứu kỹ lưỡng để chọn một kịch bản hợp với mình nhất trong phim điện ảnh mới. Trấn Thành cho biết anh muốn đóng một dạng nhân vật có tâm lý hoàn toàn khác với những gì anh đã đóng trước đây. Bên cạnh đó, nam danh hài đang cố gắng hoàn tất kịch bản sớm để quay một album hài mới gửi tặng fan thay lời cảm ơn đã giúp kênh YouTube của anh ngày càng phát triển. Trong khi đó, sau thành công của bộ phim điện ảnh 49 ngày phần 2, Harry bắt tay vào nhiều dự án âm nhạc mới. Được đón nhận nồng nhiệt với MV từ giây phút đầu, Harry lại vừa quay xong MV hoành tráng sẽ ra mắt trong tháng 4 này. Bà xã Trấn Thành hiện cũng là một trong những ca sĩ có lịch diễn và lịch event dày đặc nhất. Bình thường Trấn Thành trang điểm đậm không nhận ra, khi lột son phấn mới phát hiện điểm đặc biệt này. Sau khi không còn lớp make-up, Trấn Thành để lộ khuyết điểm tuổi tác trên gương mặt. Trấn Thành có lẽ là sao nam tốn son phấn nhất nhì showbiz Việt. Anh chàng luôn coi trọng vẻ bề ngoài hoàn hảo, nên hầu như lúc nào xuất hiện ở các sự kiện công khai, nam danh hài đều make-up khá kỹ càng. Thế nên khi có lớp phấn dày, nhiều khuyết điểm trên gương mặt được che giấu đi. Tuy nhiên, bức ảnh mặt mộc mới đây đã tố cáo những dấu vết lão hóa trên gương mặt nam danh hài. Trấn Thành để lộ khá nhiều nếp nhăn nheo ở khóe mắt và cả vùng trán, làn da cũng đen sạm và sần sùi, chứ không láng mịn trắng trẻo như khi đi dự sự kiện. Thế nhưng, fan cũng rất thông cảm với thần tượng, bởi anh chàng cũng đã bước sang tuổi 30, lại thường xuyên phải hoạt động cơ mặt, nên việc có nếp nhăn sớm cũng không thể tránh khỏi. Fan còn hài hước trêu Trấn Thành rằng anh chàng không lo chăm sóc nhan sắc của bản thân thì chẳng mấy chốc mà già hơn hẳn cô vợ nhiều hơn tuổi của mình. Trấn Thành với làn da căng mướt khi xuất hiện ở một game show. Trắng trẻo mịn màng chẳng khác gì da em bé. Thế mà khi để mặt mộc, nam danh hài để lộ dấu hiệu lão hóa với làn da đen sạm. Nếp nhăn xuất hiện ở khóe mắt, khóe miệng và trán khá nhiều.
sự khác biệt rõ ràng trước và sau make-up của Trấn Thành. Vào thời điểm căng thẳng, anh chàng còn mọc mụn chi chít trên má, để lại khá nhiều sẹo và vết thâm. Trong khi Harry lại ngày càng trẻ trung phơi phới, Trấn Thành không lo mà chăm sóc sắc đẹp thì có ngày còn già hơn cả bà xã nhiều hơn 2 tuổi của mình. Loạt sao Việt khủng bị phanh phui khoảnh khắc sống ảo. Sự thật đằng sau những bức ảnh đẹp của sao Việt là hậu trường cười ra nước mắt. Đằng sau những bức ảnh lung linh đến mức vi diệu của sao Việt là sự thật không phải ai cũng biết. Đặc biệt, nhìn loạt ảnh sao Việt bị khui khoảnh khắc sống ảo dưới đây, người xem càng cảm thấy thú vị hơn khi khám phá ra nhiều điều độc đáo phía sau hậu trường. Tuấn Hưng không chỉ có nét nam tính, anh cũng có những khoảnh khắc selfie tự chụp rất đậm dáng. Bức ảnh selfie cực nghệ thuật này khiến các cô gái chết đứa đừ, dù lúc này Tuấn Hưng đã có vợ con. Nhưng tiếc cho chàng trai ấy, chính vì có vợ rồi nên bà xã Tuấn Hưng là người chủ đích khui bức ảnh sống ảo của anh. Nam ca sĩ đã phải quằn mình tạo dáng trên bãi cát để có được tấm ảnh như ý. Nam ca sĩ nắm lấy tay anh không ít lần bị lộ ảnh hậu trường bá đạo. Trên sân khấu kết hợp rất ăn ý, nhưng phía sau cánh gà Tuấn Hưng lời quyên hai tay hai súng để ảnh lên tường nhà ai nấy đẹp. Không riêng gì Tuấn Hưng, nhiều sao Việt khác cũng bị các đồng nghiệp người xung quanh bóc mẻ khoảnh khắc sống ảo. Trường Giang tranh thủ chụp ảnh bạn bè ở phía sau hậu trường, nhưng không ngờ chính anh trở thành nhân vật chính bị dìm hàng. Nhìn ảnh Ngô Kiến Huy selfie rất điển trai là thế, nhưng sự thật không phải ai cũng biết. Chính nam ca sĩ đã hé lộ ảnh hậu trường cực độc của bức ảnh selfie theo cách mới này cũng là lời tự nhủ đây là một tư thế chụp rất khó. Khoảnh khắc Ngô Kiến Huy chụp ảnh dìm hàng Trấn Thành đã bị tóm gọn. Bức ảnh hậu trường thú vị đã tóm được khoảnh khắc thần thánh của ba vị huấn luyện viên The Face mùa đầu tiên. Trong khi Phạm Hương và Lan Khuê đang chụp hình say sưa, thì Hồ Ngọc Hà lại lẻ loi một mình với gương mặt đầy hờn dỗi. Sơn Tùng MTB phải dùng thiết bị thở oxy nhưng vẫn rất nhiệt tình chụp hình cùng bà chị Quỳnh Anh. Nhìn ảnh này hẳn ai cũng đoán ra ngôi sao nào đang selfie trên ghế nóng. Hậu trường bộ ảnh Angela Phương Trinh hóa đại mỹ nhân của Tần Thủy Hoàng, cô nàng chụp hình selfie cùng bạn diễn. Phía sau hậu trường, Trấn Thành và danh hài Việt Hương tạo dáng rất ăn ý, nhưng không phải lúc nào họ cũng nghiêm túc như thế này. Đây mới là bức ảnh lộ bản chất thật của hai danh hài thích chọc cười cho khán giả. Mới 22 tuổi, Hương Tràm sở hữu khối tài sản bất cứ ai cũng thèm muốn. 22 tuổi và bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp hơn 4 năm, nhưng quán quân The Voice 2012 Hương Tràm đã tích góp được khối tài sản vạn người mơ. Căn hộ cao cấp 3 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn, sau vài năm chăm chỉ đi hát và dành dụm, Hương Tràm tậu căn hộ chung cư ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, tổ ấm mới có giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Hương Tràm chia sẻ phòng ngủ là nơi mình thích nhất trong nhà, bởi đây là nơi riêng tư cũng như yên tĩnh để cô có thể nghỉ ngơi thư giãn sau những buổi đi diễn. Bức ảnh mà giọng ca ngốc ưng ý nhất được treo ngay cạnh phòng ngủ. Tủ đồ của Hương Tràm khá đồ sộ, giọng ca 22 tuổi cho biết cô đang dần cải thiện hình ảnh thời trang bằng những bộ cánh hợp vóc dáng xu hướng thịnh hành. Tương tự nhà của các ca sĩ nổi tiếng khác, sản phẩm giải thưởng âm nhạc được chủ nhân trưng bày ở nơi trang trọng. Thường xuyên đi diễn xa nhà, phải ăn ngoài nên phòng bếp của căn hộ ít khi được sử dụng. Tuy nhiên khi rảnh rỗi, nữ ca sĩ vẫn mời bạn bè về nấu nướng và ăn uống. 18 tuổi tàu xế hộp 700 triệu, 22 tuổi sắm xe sang 2 tỷ. Chiếc xế hộp của Hương Tràm thuộc dòng Alanja của thương hiệu Hyundai có giá 699 triệu đồng. Cô nàng đạt được thành quả này năm 18 tuổi. Đầu năm 2017, ca sĩ Hương Tràm đã vung tiền tậu ngay cho mình một chiếc xe Mercedes màu trắng. Được biết, xế hộp mới tậu của Hương Tràm có giá khoảng 2 tỷ đồng. Bộ sưu tập hàng hiệu vạn người mơ. Nữ ca sĩ có sở thích sưu tầm kính và nước hoa. Tất cả các thương hiệu trên thế giới của hai mặt hàng này đều có mặt trong căn hộ chung cư cao cấp của cô. Hương Tràm hầu như tự make up khi đi diễn. Chính vì thế mà bàn trang điểm của cô không thể thiếu những món mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Hầu hết không gian trong căn nhà tràn ngập hình ảnh của ca sĩ. Hương Tràm còn khoe khéo những món đồ hiệu như bộ sưu tập trong nhà mình. Ca sĩ gốc Nghệ An là một người nghiện phụ kiện hàng hiệu. Cô sở hữu ví, túi sách, giày đều đến từ thương hiệu lớn. Nữ ca sĩ thích nhất là dòng túi LV và Chanel.
Dạo bước trên phố, cô nàng diện cây đồ hiệu, quần áo Zara, túi xách hiệu của Chanel. Bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình, Hương Tràm đã chịu chơi rinh về chiếc túi Dior trên 100 triệu đồng, khiến bao cô gái mơ mẩn. Chiếc túi này vừa giúp cô có thể diện váy điệu đà, cũng có thể kết hợp cùng những bộ cánh hàng ngày rất năng động. Nhân dịp Giáng sinh 2015, Hương Tràm tự thưởng cho mình chiếc túi hiệu Dior Mini màu hồng phấn. Túi Dior của Hương Tràm thuộc dòng túi Lady Dior có giá khoảng 3.100 đô, khoảng 70 triệu đồng.